Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị trong 24 giờ qua. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 15 tháng 7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên để lại ô tô trên cầu Phong Châu rồi nhảy xuống sông Hồng. Thi thể người này được tìm thấy trên sông Hồng thuộc địa phận thành phố Việt Trì, sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Vụ việc nam thanh niên nhảy sông Hồng xảy ra trưa ngày 2 tháng 7. Lúc đó, người dân phát hiện một người thanh niên mặc áo đen bỏ lại ô tô trên cầu Phong Châu rồi nhảy xuống sông Hồng. Khi phát hiện người này trèo qua lan can cầu, người dân đã khuyên can nhưng không thành công. Tiến hành xác minh vụ việc, Công an huyện Lâm Thao làm rõ người nhảy cầu là anh TH, 32 tuổi, ngụ ở thành phố Việt Trì và phát thông báo truy tìm. Tối ngày 15 tháng 7, VOV đưa tin, Đại úy Hờ A Dua, Phó trưởng Công an xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 12 giờ trưa ngày 15 tháng 7 tại một ao cá ở bản Pó Mậy, xã Ẳng Nưa. Thời điểm này, anh Vũ Đại Dê, sinh năm 1984, trú tại thị trấn Mường Ẳng, đang câu cá ở bờ ao. Trong quá trình câu cá, lưỡi câu bị mắc vào dây điện cao thế phía bên trên, nạn nhân đã bị luồng điện mạnh đánh vào người dẫn đến tử vong tại chỗ. Sau một ngày vượt đèn đỏ ở Hải Phòng, tông cảnh sát giao thông lên nắp capo, tài xế đã ra đầu thú. Tin từ Công an Hải Phòng, chiều ngày 15 tháng 7, tài xế vượt đèn đỏ, tông hất cảnh sát giao thông lên nắp capo đã ra đầu thú, trình diện ở Công an huyện An Lão. Người này là Hoàng Trung Hát, trú ở xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng. Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 14 tháng 7. Đội tuần tra của trạm cảnh sát giao thông Quang Trung đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 10 thì phát hiện xe Toyota biển số 15A50883 vượt đèn đỏ tại ngã tư Quang Thanh, huyện An Lão. Cảnh sát giao thông ra tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành. Quá trình di chuyển, anh ta tiến thẳng vào cảnh sát đang đứng ở phía đầu xe, khiến nhân viên công quyền này phải nhảy lên bám vào capo của ô tô. Ô tô tiếp tục di chuyển khoảng 1 km, cảnh sát giao thông này mới nhảy xuống được. Chiếc xe đi tiếp 7 km nữa thì tài xế dừng, để xe lại và bỏ trốn. Sự việc đã được một số người ghi lại và đăng lên mạng xã hội. Đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, ô tô con mang biển kiểm soát 30G113XX bị nổ lốp nên mất lái lao vào làn khẩn cấp, sau đó va chạm vào một chiếc ô tô khác. Chiều ngày 14 tháng 7, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại km 44+600 trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đoạn qua xã Yết Kiều, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, hướng từ Hải Phòng, Hà Nội, ô tô biển kiểm soát 30G113XX do anh NHA, sinh năm 1986, trú tại Hà Nội, điều khiển đã va chạm với xe con biển số 30H450XX do anh NHP, trú tại Hà Nội, làm tài xế. Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô biển kiểm soát 30G113XX bị nổ lốp trước bên phải nên mất lái đâm vào đuôi xe 30H450XX đang dừng đỗ trong làn khẩn cấp của cao tốc. Vụ tai nạn rất may không gây thiệt hại về người, hai xe bị hư hỏng nặng, đoạn đường cao tốc nơi xảy ra va chạm bị ùn tắc kéo dài. Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khởi tố bắt tạm giam nhóm 4 đối tượng ép xe, dùng dao đe dọa cướp tài sản, sau đó còn xịt hơi cay vào nạn nhân. Ngày 15 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã khởi tố bắt tạm giam hai thanh niên đều trú ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để điều tra về hành vi cướp tài sản, xịt hơi cay vào nạn nhân trước khi tẩu thoát. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ sáng ngày 13 tháng 7, bà NTKN, 47 tuổi, ngụ ở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, chạy xe máy trên tuyến đường ven biển thuộc xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. Khi đến khu vực xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, thì bà N bị nhóm 4 thanh niên chạy hai xe máy vượt lên ép xe vào lề đường. Một thanh niên dùng dao đe dọa bà N và yêu cầu bà đưa tiền. Do hoảng sợ, bà N đã lấy một điện thoại di động đang mang trong người và tháo một chiếc nhẫn đang đeo trên tay ra đưa cho kẻ cướp. Sau khi lấy được tài sản, một thanh niên trong nhóm đã tiếp tục xịt hơi cay vào mặt bà N rồi chạy xe về hướng xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ để tẩu thoát. Nhận được tin báo về nhóm cướp tài sản manh động này, Công an huyện Đất Đỏ đã khẩn trương chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an địa phương phối hợp rà soát truy bắt. Qua công tác điều tra, ngày 14 tháng 7, Công an huyện Đất Đỏ đã xác định được thông tin và nhanh chóng bắt giữ các thanh niên trên. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng trên đều thừa nhận hành vi cướp tài sản của bà N. Hiện Công an huyện Đất Đỏ tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Lâm Đồng đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá quy mô 1.000 tỷ đồng. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và 5 đối tượng về tội đánh bạc. Cảnh sát cũng xác định các hoạt động giao dịch đánh bạc qua tài khoản trên trang web bóng88.com của nhóm này được xác định từ đầu tháng 5 năm 2024 và đã đạt tổng giá trị giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng. Cùng với việc bắt giữ 8 đối tượng nêu trên, lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều tang vật, công cụ, phương tiện, tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Vụ án đang được mở rộng điều tra. Thực hiện quy định viết nhật ký làm việc điện tử, nhiều cán bộ công chức ở Hậu Giang không kê hết thời gian làm việc 8 giờ trên ngày, 40 giờ trên tuần. 4 người đã dự định xin thôi việc. Sáng ngày 15 tháng 7, tại phiên họp thứ 8 Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương nhiều sáng kiến mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến với nỗ lực tạo đột phá trong cải cách hành chính. Là địa phương có nhiều sáng kiến mới, tỉnh Hậu Giang đã triển khai giải pháp đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ. Để tinh giản biên chế, tinh đổi cán bộ, tỉnh đặt mục tiêu tinh giản 5% công chức, 10% viên chức theo lộ trình giai đoạn 2020-2026 mà Trung ương giao. Song song đó, tỉnh tinh đổi 5% công chức, 5% viên chức để tuyển dụng cán bộ trẻ có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Để làm được việc này, Hậu Giang ban hành thêm chính sách đặc thù, khuyến khích cán bộ không đáp ứng yêu cầu tự nguyện tinh giản biên chế để tinh đổi tuyển dụng cán bộ trẻ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm. Tỉnh ủy Hậu Giang triển khai thêm đề án 09 năm 2024 quy định về vị trí việc làm các cơ quan đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tại tỉnh. Theo đó, cán bộ công chức viên chức sẽ thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm được phê duyệt, viết nhật ký làm việc hàng ngày theo mẫu điện tử để định lượng, đo lường và đánh giá hiệu quả công việc gắn với trách nhiệm được giao. Đề án được triển khai từ tháng 1 năm 2024, bước đầu đã cho thấy khá nhiều cán bộ không kê hết mốc thời gian làm việc 8 giờ trên ngày, 40 giờ trên tuần. Theo lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, điều này chứng tỏ cái thiếu hiện nay là thiếu người biết làm việc và có 4 người đã dự định xin thôi việc.